Hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Yohan Shop. Kênh mình chuyên phân phối các sản phẩm Baga và thùng GV chính hãng. Thì hôm nay có xe của anh khách này Winner V3 đến lắp Baga và thùng. Thì bên mình sẽ quay lại chi tiết và chia sẻ đến anh chị gần xa. Thì trước khi đi vào chi tiết thì mời anh chị mình bấm đăng ký để ủng hộ kênh của shop và không bỏ lỡ những video của shop. Thì trước tiên bên em sẽ lắp cái bát ở phía dưới đuôi dẹp. Thì anh chị lưu ý khi lắp cái bát thì nhớ bỏ cái khâu này. Cái khâu này là khâu zin anh chị, để cho nó không có bị rung cái đuôi dẹp. Thì mình bỏ, mình lắp vào cái con ốc ở phía sau, con ốc dài, để mà mình lắp vào ở sau cái đuôi dẹp. Đây. Thì dưới đây nó sẽ có 4 con ốc. Anh chị lưu ý là hai con dài để mình để ở phía sau, còn hai con ngắn thì mình lắp ở phía trước. Thì lưu ý cái này mình chỉ gá vào nha anh chị, đừng có siết cứng ở cái khâu này, thì mình gá vào để nó còn di chuyển được như thế này, để mình có thể dễ dàng mình lắp cái thanh cản vào. Khi mà siết cứng thì nó sẽ kên nha anh chị, nó rất là khó lắp vào. Thì cái thanh cản này nó sẽ được bắt ở dưới cái gác chân sau và nó kéo dài lên trên đây. Thì ở chỗ này thì mình kiếm cái gì mình thọt ngang đây để mình giữ nó, để mình lắp ở phần gác chân cho nó dễ hơn, rồi sau đó mình lắp ở vị trí này sau. Thì các vị trí này mình cũng gá vào nha anh chị, mình chỉ siết vài vòng cho nó đủ để nó giữ lại, và sau đó mình sẽ lắp cái phần phía bên kia. Và cái sau khi mà mình lắp cái đế vào rồi thì mình mới bắt đầu siết cứng cái đế trước và những vị trí mà khi nãy mình gá vào thì mình mới siết sau. Thì khi lắp thì anh chị lắp theo thứ tự là mình lắp gác chân trước, mình lắp ở vị trí gác chân trước, rồi sau đó mình lắp ở phía trên sau nha anh chị. Thì anh chị mình lắp sai bước thì nó sẽ hơi khó vào. Này mình lắp đúng theo cái quy trình thì nó sẽ dễ dàng nha anh chị. Đây, mình lắp hai thanh vào rất là đơn giản, không có bị kênh, bị cong gì hết. Và em xin hướng dẫn cho anh chị mình cái cách để câu dắt cho Winner V3. Thì chị mình tháo cái ốp này nha. Cái dắt nó nằm bên trong đây, thì mình tháo cái ốp này ra. Đầu tiên là mình tháo con ốc ở trên đây. Và ở dưới, phía dưới nó sẽ có một cái nút bấm nha chị, ốc bấm. Chị bấm lấy ra. Và anh chị gỡ cái ngàm ở phía dưới ra trước này. Lòn tay vào bên trong và ngóc nó ra. Đây. Thì cái dắt nó nằm ở trong đây nha anh chị. Thì rút cái dắt này ra. Đó. Thì mình em sẽ làm tặng kèm một cái dắt như thế này. Mình cắm lại cái đầu đực, mình cắm vào đầu cái, và đầu cái mình cắm vào đầu đực là xong. Và mình nhét lại ở vị trí cũ nè. Đó, thì nó sẽ trả lại một cái đầu như thế này. Đầu này thì lát nữa mình sẽ cắm với lại cái đế theo cái cản. Đây là cái đế theo cản HRX. Thì nguyên bản của hãng đưa về thì nó sẽ không có dắt nha anh chị. Bên mình sẽ bấm dắt tặng kèm. Khi anh chị mua trực tiếp ở shop hoặc là gửi đi đều được tặng. Thì cái phần đèn này nha anh chị lưu ý, khi nhận hàng thì mình quay phim lại lúc khui hàng nha. Nếu mà có vấn đề gì, nứt vỡ hay gì thì bên mình sẽ hỗ trợ đổi hoàn toàn miễn phí. Anh chị nhớ quay lúc mà khui hàng thì bên em mới giải quyết được nha anh chị. Dắt cắm dắt đèn thì bên em sẽ bấm sẵn hết luôn, về mình chỉ cần ghim vào là xong, không có cần phải cắt điện nha anh chị. Thì mấy con ốc này thì mình lưu ý là lông đờn nó sẽ có hai loại nhỏ và lớn. Loại nhỏ thì mình sẽ để bên trên và loại lớn thì mình sẽ úp ở bên dưới nha anh chị. Thì đối với cản HRX thì mình sẽ sử dụng 4 cái lỗ này. Còn hai lỗ này nó sử dụng cho cái loại cản SRV, SRX đâu. Thì hai lỗ này thì mình không có sử dụng tới. Nó dành cho cái loại cản khác.
vì cái đế này GV họ xài chung cho rất là nhiều dòng cản, cho nhiều dòng xe nữa. Còn cái phần dây thì mình sẽ đi lòn vào trong cái sừng trâu của cái cản zin đó, mình lấy dây mình rút lại cho nó gọn lại, mình đi lòn vào đây, lòn vào trong đây. Cái dắt khi nãy mà mình trả lại nè anh chị, thì bây giờ mình sẽ lấy cái đầu bên em bấm sẵn này, ghim vào đây đó, ghim vào là xong. Rồi mình rút dây gọn lại, nhét vào trong, đèn lên test luôn cho anh chị xem. Đây, khi mình bật khóa lên nó sẽ sáng như thế này, và khi thắng thì nó sẽ sáng mạnh nha, là sáng dummy và sáng stop, nó sẽ chớp theo cái đèn zin của mình, đèn xe zin. Rồi ok, còn khi gắn vào thì mình gắn cái ngàm này vào trước nha anh chị, mình để đúng cái ngàm đó rồi mình bóp vào. Theo em sẽ lên thêm, lên tiếp cái ba ga hông. Thì lên ba ga hông thì mình vẫn giữ được cái sừng trâu zin này, nhưng mà mình phải tháo ra để mình chen cái bát vào đây. Thì ba ga hông nó sẽ có một cái bát nó bắt từ trên cái tay dắt zin này nó thả xuống. Thì ba ga hông nó sẽ kết nối với lại ba ga sau. Nên khi lắp ba ga hông vào thì mình phải tháo cái tháo cây con ốc của cái cản ra để mình lắp vào. Đây, nó có một vị trí nó bắt vào đây, nó kết nối với lại cản sau. Ở dưới gác chân thì nó sẽ có cái cục canh, nó canh ra để nó bắt cái ba ga hông vào đây. Khi mà anh chị kết hợp lắp ba ga hông và ba ga sau chung với nhau thì cái độ cứng nó sẽ được nhân 2 nhân 3 lên nha anh chị. Thì nó sẽ kéo từ trên đây nó thả xuống và nó móc nó gánh lên trên, thì nó giảm tải cho cái bát ở phía dưới rất là nhiều, và nó giúp cái khả năng chịu tải của cái cản này nó gấp nhiều lần hơn và nó cứng hơn. Lúc đó nó giảm áp lực lên cái bát ngay cái vị trí này rất là nhiều, và lúc đó nó sẽ chia ra nhiều chỗ lắm chị, gánh và chống, còn vị trí này là treo lên. Khi mình lắp ba ga hông thì bốn con ốc trên đây mình sẽ thay thế bằng ốc khác dài hơn nha anh chị. Thì khi mà lắp mua ba ga hông thì mình sẽ được tặng kèm máy ốc này hết, không cần phải mua thêm. Cái chỗ nào mà cần thay thế thì hãng GV họ sẽ tặng kèm. Thì sau khi gá vào hết thì bắt đầu siết cứng ở cái đế trước nha anh chị, sau đó ở những cái vị trí còn lại mình bắt đầu siết sau. Thì sau khi mình siết ốc hết rồi thì mình bắt đầu rút cái dây điện vào ở những cái vị trí mà mình có thể giấu được để cho dây điện nó gọn nha. Nhìn từ ngoài vào thì mình sẽ không có thấy bị lòi dây điện ra. Đây, mình sẽ rút vào trong. Đây là một thùng mà anh khách anh chọn, đây là thùng B45, dung tích 45 lít. Thì xíu nữa mình sẽ quay lại hướng dẫn cho khách sử dụng sau. Và món tiếp theo thì mình sẽ lên là cái thanh dằn ghi đông. Thì cái thanh dằn này nó sẽ là cái điểm để mình có thể bắt những cái phụ kiện như là giá đỡ điện thoại vào giữa cái trung tâm ngay cái tầm nhìn của mình. Bình thường thì cái giá đỡ điện thoại nó vẫn có thể bắt được trên chân kính nha anh chị, nhưng mà nó sẽ nằm lệch một bên thì mình nhìn nó sẽ không có ngay cái hướng. Còn mà anh chị muốn nó vào giữa trung tâm thì mình sẽ gắn thêm cái thanh dằn. Thì khi gắn thanh dằn thì mình phải làm thêm cái ốc nối của cái chân kính nó cao lên để nó không có bị cạ vào dằn áo. Thì cái này mình gọi là thanh dằn ghi đông nha anh chị. Thì cái thanh này uống thủ công đó, làm cái thanh này rất là cực, nhưng mà gắn vào xem Google Maps đâu thì nó rất là tiện, vì nó nằm ở phía giữa trung tâm và ngay cái tầm nhìn của anh chị luôn, không có cần phải liếc sang.
Khi lắp lên nó hình dáng nó sẽ như thế này nha anh chị. Mình nhìn từ phía trên xuống thì cái này nó cũng được sơn tĩnh điện luôn nha anh chị. Lớp sơn ngoài là sơn tĩnh điện luôn chứ không phải là sơn tại. Và tiếp đến thì mình sẽ lắp thêm cái giá đỡ điện thoại chống rung của hãng Osoro cho anh khách để tiện xem Google Maps đi đường. Và nó rất an toàn, không có sợ bị giật điện thoại nha. Và cũng không có bị công an phạt nữa. Đây là mẫu giá đỡ điện thoại Osoro. Thì cái mẫu này là mẫu chân bạch tuộc. Thì mẫu này mình có thể xoay 180 độ, mình có thể xoay ngang, xoay dọc gì cũng được hết nha anh chị. Phía sau lưng của cái giá đỡ điện thoại thì nó có những cái núm chống rung, giảm sốc để khi mà đi qua những cái đường dằn thì nó không có bị hư cái cảm biến cái camera của điện thoại, thì mình đi lâu dài nó không có bị ảnh hưởng. Và cái giá đỡ điện thoại này nó phù hợp được hầu như tất cả các loại điện thoại, vì mình có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ của cái giá và có thể xoay ngang xoay dọc tùy theo cái nhu cầu sử dụng nha anh chị. Và cái điểm bắt bên mình đang sử dụng là cái điểm bắt ở giữa trung tâm, ngay cái tầm nhìn của người nhìn. Em bắt nghiêng lên xíu, nghiêng lên tí, đúng rồi. Đây là xoay theo hướng ngang để mình nhìn cái Google Maps cho nó rộng ra. Đây, cái này anh muốn gắn vô á thì anh canh hai cái chân này nè, cho nó vô hai cái lỗ này ha. Đó. Khi mà hai cái chân này vô hai cái lỗ này được á thì cái chân này tự động nó sẽ vô cái lỗ này thôi. Đó. Để vô, đẩy vô nè, nó đầu anh hạ xuống. Đó, đè xuống là nó vô. Đó. Muốn gỡ ra thì nó như nút này. Thì dở lên tới đây, dở lên tới đây bắt đầu nó cứng nè. Bắt đầu mình rút về phía sau, anh đừng có nại lên luôn, nại luôn nó sẽ hư cái ngàm này. Đó, tới đây nè, bắt đầu rút ra về phía sau. Ngược lại gắn vô. Thì khi cái nút này nó mở á thì cái nút này nó mở luôn, anh có thể mở cái nắp được, nó ấn vô nó kêu một tiếng tắt á, anh mở ra thì đây cái chìa xe cua của anh nè. Cái chìa này về anh nhớ lấy ra, anh đừng có để mang, để mang đấy. Nhiều khi mình khóa là vậy nè, cái mình bỏ chìa vô thì anh đóng xuống về thì nó dính cái chìa ở trong luôn. Tại vì khi mà anh rút được cái chìa này ra là nó sẽ khóa luôn hai nút. Giờ anh không mở nắp được nè, cũng không lấy thùng ra được luôn. Còn mình muốn mở nắp mà lấy thùng ra thì mình phải bẻ nó nghe. Thì lúc mà mở thì nó sẽ không cho rút nè, còn khóa thì cho rút. Nghe, mở nắp. Rồi như lúc mà anh để đồ á, nó nặng nó sẽ đi về phía sau ha. Thì cái nắp này nè nó sẽ bị lệch về phía sau, giống vậy. Thì mình sẽ không đẩy được, khắc phục bằng cách là anh kéo nắp về phía trước để cho nó ra khỏi cái miệng này nè. Đó, để xuống, để vô. Anh thử đi. Chìa này anh lấy anh bỏ vô trong cốp xe hay gì á, ví dụ mà chìa này nó có mất hay là anh lỡ bỏ quên đây á thì có chìa mình cứu nó ra. Đè xuống, đè đến khi nào nó tay nè, nó ấn vô giờ nó đỡ đau ngón tay mình. Rồi rút ra. Anh rồi nó vô rồi đó. Với lại anh nhớ khi đè mình đừng có đẩy cái đèn ha. Bể cái đèn này cũng mình. Dạ. Ấn vô. Dở lên rút về phía sau. Rút về phía sau, đừng có nại lên nữa. Dạ. Cái lúc mà anh nghe nó cứng rồi đó thì anh rút về phía sau. Nó còn cách là anh có thể nhìn đây hoặc là anh đi ra bên hông đó nè. Thì trước mắt thì anh trai anh sẽ lên trước là ba ga sau, ba ga hông và thùng phía sau. Và những cái món phụ kiện như là giá đỡ điện thoại và thanh dằn ghi đông thì anh sẽ lên từng món. Thì đợt 2 thì anh sẽ úp lên thêm thùng hông nữa nha anh chị. Thì nếu mà anh chị nào mà lên một lần mà mình hơi ngán tiền thì có thể chia làm 2 lần hoặc là 3 lần cũng được nha anh chị. Bên mình sẽ lên lẻ từng món cho anh chị hết, chứ không phải là lên full combo thì mình mới lên đâu. Anh chị mua từng món thì mình vẫn bán lẻ từng món.
Đây là mẫu giá đỡ điện thoại Osoro. Thì cái mẫu này là mẫu chân bạch tuộc. Thì mẫu này mình có thể xoay 180 độ, mình có thể xoay ngang, xoay dọc gì cũng được hết nha anh chị. Phía sau lưng của cái giá đỡ điện thoại thì nó có những cái núm chống rung, giảm sốc, để khi mà đi qua những cái đường dằn thì nó không có bị hư cái cảm biến cái camera của điện thoại, thì mình đi lâu dài nó không bị ảnh hưởng. Và cái giá đỡ điện thoại này nó phù hợp được hầu như tất cả các loại điện thoại, vì mình có thể điều chỉnh độ lớn nhỏ của cái giá và có thể xoay ngang xoay dọc tùy theo cái nhu cầu sử dụng như vậy. Và cái điểm bắt bên mình đang sử dụng là cái điểm bắt ở giữa trung tâm, ngay cái tầm nhìn của người nhìn. Em bắt nghiêng lên xíu thôi, nghiêng lên tí, đúng rồi. Đây là xoay theo hướng ngang để mình nhìn cái Google Map cho nó rộng ra. Và em xin điểm giá lại từng món cho anh chị tham khảo. Thì đầu tiên là cái thùng CV. Mẫu thùng này là thùng B45 thường. Thì thùng 45 nó có hai bản. Bản ADV là bản đầy đủ phụ kiện, có tựa lưng, lưới ràng, lót giảm sóc. Còn bản B45 thường thì nó chỉ có thùng và đế và hai chìa khóa. Thì cái giá thùng này thì nó sẽ mềm hơn, chỉ 1.935.000. Còn cái baga HRX, baga sau có đèn là 1.1.000. Và bên mình sẽ tặng kèm cái bộ dắt cắm zin, giá của nó là 1.1.000 ha anh chị. Và tiếp theo là cái baga hông. Thì baga hông để lắp thùng hông có giá là 1.240.000. Thì baga hông này, baga hông zin cho winner, lắp được tất cả các đời winner từ V1 cho đến V4 luôn nha. Thì lắp được hết, giá của nó là 1.240.000. Thì baga hông này mình đi được tất cả các mẫu thùng hông của GV, mẫu thùng nhựa đều gắn lên được. Còn mẫu thanh dằn ghi đông này có giá là 250.000. Còn cái giá đỡ điện thoại chân bạch tuộc này của hãng Osoro có chống rung giảm sóc là 750.000. Và công lắp ráp thì bên em hỗ trợ lắp ráp miễn phí. Shop cũng xin cảm ơn anh em đến từ Bình Dương. Tối hôm qua anh nhắn tin và sáng hôm nay anh đến là lắp cái combo này. Thì cái combo này lắp được tất cả các dòng xe winner từ V1 cho đến V4. Còn những cái xe khác thì mình sẽ đi loại baga khác nha anh chị. Vẫn lắp được nhưng mà mình sẽ xài loại baga khác. Và giá cả thì em sẽ list nguyên cái danh sách và em để trên màn hình để cho anh chị mình tham khảo. Và bên em có nhận gửi hàng đi toàn quốc qua hình thức COD là nhận hàng và kiểm tra rồi mới thanh toán. Anh chị nào có thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới, hoặc là cần giải đáp thông tin gì cứ gọi ngay số hotline em có để ở phía dưới màn hình, hoặc là kết bạn qua Zalo để bên em tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn anh trai đã tin tưởng và ủng hộ vô Hairshop cái combo này. Anh chị vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ kênh của shop nha anh chị. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong video tiếp theo.